tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift và đại sứ Ted Osius hôm 6 tháng 10 bày tỏ lòng kính trọng về những nỗ lực bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam trong quá khứ. Trên trang Facebook chính thức của mình, đại sứ Mỹ tại Việt Nam viết ông và đô đốc Swift đã thăm khu di tích Bãi Cọc Bạch Đằng ở Hải Phòng để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam và tỏ lòng kính trọng đối với những vị anh hùng vĩ đại đã giữ nền độc lập và chủ quyền của đất nước. Trang tin hàng đầu VN Express của Việt Nam dẫn lời đô đốc Swift nói ông rất phấn khởi về sự tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Mỹ. Ông khẳng định quan hệ này sẽ xuyên suốt các đời chính quyền và lãnh đạo của mỗi nước. Đây là mối quan hệ được phát triển tự nhiên bởi chúng ta đang đối mặt với những mối lo ngại và đe dọa chung cũng như sự bất ổn trong khu vực. Đô đốc Mỹ cũng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường ổn định khu vực nhằm đem lại sự phồn thịnh cho Đông Nam Á nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung, VN Express trích lời ông cho hay. Đại sứ Mỹ nói với các phóng viên rằng việc tìm hiểu quá khứ Việt Nam là vô cùng quan trọng, theo trang Zing News. Ông Osius ca ngợi Việt Nam đã sử dụng những chiến lược khôn ngoan để nhiều lần đánh bại các kẻ thù hùng mạnh hơn. Phát biểu tại khu di tích Bạch Đằng, Đại sứ Mỹ nói tinh thần yêu nước và quyết tâm của nhân dân Việt Nam được phản ánh rất rõ qua các công trình kỷ niệm lịch sử và thể hiện sống động mạnh mẽ trong người dân ngày nay. Tinh thần ấy, theo lời vị đại sứ gợi chồng nhớ đến bài thơ Nam quốc sơn hà mà ông Lý Thường Kiệt đã đọc. Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đọc bài thơ bằng tiếng Việt tại khu di tích. Nam quốc sơn hà, nam Đệ thiết niên đến Phân, Thái thiên Thư nhờ hang nghịch lỗ lại sản phẩm nhờ đang hang hang thơ bài thơ. Video ghi hình ông đọc thơ đã được chia sẻ nhiều trên mạng. Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức bí thư thành ủy Đà Nẵng theo thông cáo từ cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 6 tháng 10. Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh còn bị cho thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông cũng bị cách chức ủy viên ban thường vụ và ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định ông Xuân Anh phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng, đồng thời cả về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của cá nhân ông. Thông cáo của ban chấp hành không đưa ra các chi tiết, chỉ nói ông Xuân Anh đã mắc một loạt vi phạm đối với nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Cách đây vài tuần, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 18 tháng 9 nói ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có những sai phạm lớn trong công tác nhân sự, quản lý đất đai và nhận quà biếu. Riêng về ông Xuân Anh, Ủy ban kiểm tra khẳng định ông thiếu gương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp tặng và gây dư luận xấu trong xã hội khi vị bí thư Đà Nẵng sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp. Ủy ban cũng nêu ra việc ông bí thư có biểu hiện áp đặt khi quyết định một số nhân sự, ngoài ra còn trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Ông Nguyễn Xuân Anh, 41 tuổi, là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng từ năm 2002 đến 2011. Ông đã thăng tiến nhanh từ tháng 4 năm 2014 khi được bầu làm phó bí thư thành ủy Đà Nẵng và hơn một năm sau, tháng 10 năm 2015, trở thành bí thư thành ủy, chức vụ quyền lực nhất trên thực tế tại thành phố được cho là phát triển ngoạn mục nhất ở Việt Nam. Việc kỷ luật ông Xuân Anh diễn ra trong bối cảnh công cuộc chống tiêu cực tham nhũng do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đang được đẩy mạnh từ đầu năm đến nay. Hồi đầu tháng 8, trong một phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Trọng nhận xét rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực không phải là lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế. Cũng trong cuộc họp hôm 1 tháng 8, Tổng bí thư dùng hình ảnh đốt lò để liên hệ đến hiệu ứng lan tỏa của các hoạt động chống tham nhũng. Ông nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được. Phát biểu của ông trọng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, mỗi khi có quan chức nào bị kỷ luật hay truy tố người ta thường ví von nói rằng lại có thêm cùi được cho vào lò. Người đứng đầu Đà Nẵng bị cách chức khi chỉ còn khoảng hơn một tháng hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra ở thành phố. Việt Nam rúng động vụ 1,5 triệu đô la chạy đại biểu quốc hội. Mạng xã hội đang nóng lên trước thông tin một cựu đại biểu quốc hội khai từng chi 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng, để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam. Bà Châu Thị Thu Nga, từng làm tổng giám đốc tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group, hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án theo báo chí trong nước. Tin cho hay tại phiên tòa xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bảo chữa cho bà Nga, ông Hoàng Văn Hướng, đã đề cập đến khoản tiền khoảng 30 tỷ đồng mà thân chủ của mình đã khai là dùng để chạy làm đại biểu Quốc hội Việt Nam. Bà Nga xin phép trả lời nhưng chủ tọa nói rằng nội dung này nằm trong tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng chi không có chứng từ của bà và rằng nó không nằm trong phạm vi vụ án nên luật sư không hỏi là mất thời gian. Sau khi luật sư đã thẩm vấn xong, bà Nga còn nán lại vành móng ngựa xin được trả lời về nội dung này nhưng chủ tọa phiên tòa yêu cầu bà về chỗ, tờ tuổi trẻ đưa tin. Bình luận về động thái này, luật sư Trần Vũ Hải viết xin trích vị chủ tọa không cho bị cáo khai về số tiền chạy đại biểu quốc hội lấy từ tiền thu của khách hàng với lý do không trong phạm vi vụ án là không khách quan vô tư và trái luật tố tụng lẫn thực tiến xét xử. Chính phiên tòa xử Hà Văn Thắm Nguyễn Xuân Sơn ngay tại tòa án Hà Nội mấy tuần trước, tòa đã để cho các bị cáo khai đưa cho ai tiền chi lãi ngoài, kể cả những vụ công an đang điều tra, ông Hải lấy ví dụ. Các tình tiết thành khẩn khai báo và tích cực giúp đỡ các cơ quan pháp luật phát hiện tội phạm là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, nay tòa không cho bị cáo nói là tước đi quyền của bị cáo. Luật sư Hải viết tiếp trên Facebook, theo tôi luật sư của bị cáo Nga cần khiếu nại ngay vị chủ tọa, yêu cầu triệu tập những người bị tố cáo nhận tiền của bị cáo ra đối chất. Tòa phải là nơi sự thật công lý bình đẳng được bảo đảm, chứ không phải là nơi thẩm phán theo lệnh của ai đó chặn họng bị cáo và luật sư. Tuy nhiên, ông Hải không nói rõ về sự cáo buộc của mình. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, vụ hối lộ chạy vào Quốc hội Việt Nam của bà Nga là một trong những tin được tìm kiếm nhiều nhất tối mùng 5 tháng 10 trên cả Google lẫn Facebook. Đây là lần đầu tiên có người công khai thông tin về chuyện chi tiền chạy vào Quốc hội Việt Nam. Dù các nhà quan sát cho rằng việc chạy trọt vào các cơ quan công quyền của Việt Nam không phải là chuyện lạ. Phiên sơ thẩm xét xử kiểu đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới các dự án nhà đất bắt đầu sáng 2 tháng 10 và dự kiến kéo dài trong 18 ngày. Tin cho hay hơn 500 bị hại cùng hơn 70 người tổ chức có quyền nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Theo khung hình phạt truy tố, bà Nga đối mặt với mức án cao nhất lên tới tù trung thân. Bà Nga trở thành đại biểu quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị nhiễm vị trí này năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, tổ chức theo dõi về tình trạng Tham nhũng trên thế giới có tên gọi Minh bạch quốc tế TI. Cho biết rằng Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2016. Đầu năm nay, tổ chức này đã công bố một khảo sát trong đó nói rằng Việt Nam đứng thứ hai về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á Thái Bình Dương. Trong phúc trình công bố hồi tháng 3, trong đó có nhắc tới Việt Nam, TI nhận định rằng nhiều nước ở châu Á Thái Bình Dương thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng và rằng 900 triệu người ở 16 nước trong khu vực đã phải hối lộ. Phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng hôm 31 tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong việc chống vấn nạn này. Ông Trọng nói xin trích, khi tiếp xúc cử tri tôi hay nói cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi bài bình luận chính trị của blogger Phạm Chí Dũng gửi cho Vway từ Việt Nam có nhan đề Đinh La Thăng đang tiến thẳng vào quy trình năm bước. Không lâu sau vụ đầu tháng 9 năm 2017, Bộ Công an bắt hàng loạt quan chức lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN, nơi mà Đinh La Thăng đã làm chủ tịch hội đồng thành viên trong giai đoạn 2006-2010, vừa xuất hiện thêm một dấu hiệu mang tính trực tiếp cho thấy ông Thăng đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào quy trình năm bước trong tinh thần lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy của Nguyễn Phú Trọng. Trước phiên tòa sáng 14 tháng 9 năm 2017 xét xử đại án Ocean Bank, luật sư Nguyễn Minh Tâm, người bảo chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn đang bị viện kiểm sát đề nghị án tử hình, đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là chủ tịch hội đồng thành viên PVN với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại Ocean Bank tức trách nhiệm cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ quyền hạn đang trực chỉ ông Đinh La Thăng với liều lượng ít nhất liên quan mật thiết đến vụ 800 tỷ đồng góp vốn của PVN và Ocean Bank đã không cánh mà bay. Chưa kể, dòng tiền lên đến 500.000 tỷ đồng của các thành viên PVN chạy vào Ocean Bank. Chi tiết đáng chú ý là vào tháng 2 năm 2017, tại phiên tòa sơ thẩm sự Hà Văn Thắm và đồng bọn đã không hề hiện ra văn bản trên. Tuy nhiên, vụ án này đã bất ngờ được trên chỉ đạo cho điều tra bổ sung đặc biệt liên quan đến vụ 800 tỷ đồng vốn góp của PVN và Ocean Bank. Quả nhiên sau đó, vụ Hà Văn Thắm đã được Bộ Công an mở rộng giai đoạn 2 và lôi đinh La thăng vào cuộc. Không lợi trừ một khả năng, ở thế đương cùng và bị đề nghị án tử hình, Nguyễn Xuân Sơn buộc phải khai báo với trách nhiệm của Đinh La Thăng. Cũng không lợi trừ khả năng, luật sư của Nguyễn Xuân Sơn đã được ai đó chuyển cho văn bản trên do ông Thăng ký để trừng giá trước tòa nhằm chứng minh Sơn chỉ là thư hành, còn Thăng mới là vua cùng với phát ngôn của một quan chức về vụ không có phung cấm trong vụ Hà Văn Thắm, báo chí nhà nước đã nhanh nhẹn công bố văn bản trên với chữ ký của Đinh Lê Thăng, một hiện tượng rất đồng điệu việc nhiều tờ báo nhà nước đã công bố các văn bản của Bộ Công Thương, Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh ủy Hậu Giang nhằm thu xếp cho Trịnh Xuân Thanh từ công ty PVC lỗ 3.300 tỷ đồng về ăn dưỡng tại Bộ Công Thương và sau đó trở thành phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Công luận đã được sới lên theo một cung cách rất truyền thống của Đảng đã là báo nói thì phải kiểm tra. Vài tháng trước trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư Trọng cũng nhắc đến việc đã kiểm tra vụ việc Trị Xuân Thanh sau khi báo Thanh niên nêu, nhưng vào lần này, vụ Đinh La Thăng hẳn không còn là kiểm tra nữa, vì kết quả kiểm tra vụ PVN và trách nhiệm của ông Thăng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương âm thầm làm vài năm trước và bất thần công bố vào cuối tháng 4 năm 2017 để ngay lập tức hất bật Đinh La Thăng khỏi cái ghế ủy viên Bộ Chính trị cùng chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông Thăng được đưa về Ban Kinh tế Trung ương để nhốt chung quyền lực vào lòng cùng cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, có thể xem đó là bước một. Vấn đề của Đinh La Thăng hiện thời đang là Hội nghị Trung ương 6 sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 năm 2017, nếu Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 năm 2017 mang ẩn ý chính thức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Đinh La Thăng trong Bộ Chính trị, thì Hội nghị Trung ương 6 rất có thể sẽ là việc Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu thêm một lần nữa để loại ông Thăng khỏi Trung ủy. Sau đó Thăng đương nhiên bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội. Đây có thể xem là bước 2. Nhìn lại Đinh La Thăng gương mặt đã mất hẳn vẻ tự tin cùng những câu sấm bán trời không văn tự, đã bị 90% ủy viên Trung ương nhất trí cách khỏi Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5. Cũng cần nhắc lại vụ Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh ở Trung Quốc khi bị tập cận bình xử vào năm 2012 cũng đã tuần tự trải qua các bước bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, sau đó bị khai trừ đảng, rồi bị bắt giam, cuối cùng bị xử án bóc lịch trung thân. Với cường độ bắt bớ dồn dập giới quan chức PVN và ngân hàng từ đầu tháng 9 đến nay, một khả năng có thể là Tổng bí thư Trọng đang sốt ruột đôn đốc thúc đẩy nhanh hơn chiến dịch được xem là chống tham nhũng của ông. Trong đó ngay trước mắt là tất toán hồ sơ Đinh La Thăng. Nếu giả thiết này là đúng, cơ chế xử ông Thăng có thể được đốt cháy giai đoạn, tức không cần tuần tự như trường hợp Bạc Hy Lai, mà có thể xảy ra gần như đồng thời hai công đoạn bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Ban chấp hành Trung ương ở Hội nghị Trung ương 6, đồng thời tiến hành khai trừ đảng trong hệ thống Đảng Cộng sản, rất thường là một khi quan chức đã bị khai trừ khỏi Đảng thì đương nhiên mất quyền bất khả xâm phạm, khi đó quan chức cũng đương nhiên bị luật pháp hình sự sở gáy. Từ cuối tháng 7 năm 2017, khi bắt đầu có tin, Trịnh Xuân Thanh đã về cho đến nay. Không một lần nào người ta nhìn thấy ông Đinh là Thăng xuất hiện trên truyền thông, thậm chí có như đồn đoán về việc ông Thăng đã bị quản thúc hoặc bị canh theo rất rát. Một hình thức mà công an rất thường áp dụng đối với giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam nhưng Đinh Lê Thăng không phải là người đấu tranh dân chủ. Cho tới lúc này, đã có thể hình dung vào tháng 10 này, Đinh Lê Thăng sẽ hoàn tất thêm hai bước, mất trung ủy và bị khai trừ đảng. Dấu hỏi còn lại là, sau hai bước trên, liệu Đinh Lê Thăng có tiến thêm hai bước còn lại như bà Khi Lai đã từng hay không? Lại nhớ Nguyễn Phú Trọng, người còn có ý khen Đinh Lê Thăng vào nửa đầu năm 2016, nhưng lại đổi ý kỷ luật ông Thăng vào nửa đầu năm 2017. Vào giữa năm này, đã bông gió với cử tri Hà Nội rằng, việc kỷ luật Đinh La Thăng mới chỉ là xử lý về mặt đảng, còn hình sự ta đang làm. Xem ra, Đinh La Thăng khó thoát bước 4, hình sự hóa. Nhưng trái ngược với hoàn cảnh của Đinh La Thăng, hai nhân vật của đảng bị dân gian làm về, trai kim cự, gái kim tiêm, kẻ thì giết biển, đứa chuyên giết người, cho tới nay vẫn nhân nhân ung dung ăn chơi nhảy múa ngoài xã hội. Nghe nói, lũ người quỷ sứ trên, phỏng theo tự đề một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga, Dostoyevsky đã được chiến dịch chống tham nhũng thời kỳ trước cho hạ cánh an toàn, bất chấp với số nạn nhân biển miền Trung và nạn nhân ung thư cứ chết dần mòn theo ngày tháng. Luật sư của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Ocean Bank nói thân chủ của ông sẽ kháng cáo bản án tử hình vừa tuyên hôm 29 tháng 9. Ông Nguyễn Minh Tâm, một trong những luật sư bào chữa trong vụ án tham nhũng của ngành ngân hàng chiếm đoạt gần hàng chục triệu đô la, nói với VOA. án xong thì vào gặp gỡ bị cáo thân chủ của mình thì nguyễn xuân sơn, sơn cho biết là sẽ kháng cáo uh, kêu oan về cái tội tham ô và cái tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt Luật sư Nguyễn Minh Tâm nhận định rằng phiên tòa hôm 29 tháng 9 tại Hà Nội tuyên thân chủ của ông mãn tử hình là không có căn cứ pháp luật. Trong đó chúng tôi khẳng định rằng không đủ căn cứ để kết Nguyễn Xuân sơn, sơn về tội tham mô tài sản và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và chúng tôi đã trình bày một cách rất rõ ràng những luận cứ, luận điểm, luận chứng để chứng minh cho quan điểm của chúng tôi và kết quả là viện kiểm sát cũng không có tranh luận gì với những vấn đề mà chúng tôi đưa ra về mặt pháp lý cả. Vì vậy chúng tôi cho rằng là bản án hôm nay tuyên tử hình Nguyễn Thơm Sơn về tội tham ô là một bản án không có căn cứ pháp luật. Hãng tin Reuters hôm 29 tháng 9 nói rằng ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong một vụ ngân hàng cổ phần thất thoát hàng ngàn tỷ đồng gây chấn động cả nước, thường được gọi là đại án kinh tế Ocean Bank. Cũng trong dự án này, ông Hà Giang Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank, bị tòa tuyên án tù trung thần. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đưa ra nhận định về bản án này. Các cáo và nhiều cáo khác trong sinh thì, từ cho rằng bản như thế là là phù hợp với luật những sai phạm người đã gây ra nhưng mà cái vấn đề người ta đang quan tâm tiếp nữa là những lời khai của ông sơn và ông Thị ở trước tòa à, thì tiếp tục làm rõ từ cái số tiền mà ông gọi là, 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 là tặng à, cho người này người kia trong những dịp tết dịp lễ thì ông chưa nói cụ thể để có lẽ là tiếp tục làm rõ cuộc đấu tranh chống bệnh dịch nó mới có hiệu quả và, và tạo được niềm tin của người dân đối với hành vi tham mưu Truyền thông trong nước trích lời hội đồng xét xử nhận định rằng ông Sơn khai nhận đã nhận tiền từ ông Thắm rồi sau đó chi cho việc ngoại giao lễ Tết. Ông Sơn, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank, từng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí Việt Nam còn gọi là PVN. Hãng tin AP trích lời thẩm phán Trương Diết Toàn trong phiên tòa ngày 20 tháng 9 nói rằng nạn tham nhũng diễn ra trong các thành viên của đảng Cộng sản và công chức chính quyền đang đe dọa sự sống còn của chế độ. Ông Toàn nói, các hành vi của ông Nguyễn Xuân Sơn và Hà Giang Thắm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm lợi ích của nhà nước và các tổ chức, gây ra sự phẫn nộ trong nhân dân cho nên cần phải xử nghiêm trong cuộc chiến chống tội phạm nói chung và chống tham nhũng cụ thể trong thời điểm hiện nay. Ông Nguyễn Xuân Sơn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết tội tham ô 2 triệu đô la và lạm dụng quyền lực biển thủ thêm 8,7 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng Ocean Bank, một ngân hàng cổ phần trong đó PVN đã sở hữu 20% cổ phần. Hãng tin Reuters trích lời giáo sư Carl Tyer, một chuyên gia của Học viện Quốc phòng Australia nói rằng những bản án khắc nghiệt này chủ yếu nhằm để răng đe công chúng chứ ít có tác dụng nếu không cải thiện bộ máy nhà nước độc đảng. Bản án tử hình ông Nguyễn Xuân Sơn là bản án đầu tiên trong nhiều năm qua đối với một cựu quan chức cấp cao và diễn ra giữa lúc cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan đang hồi khốc liệt và thao túng trong nội bộ đảng Cộng sản cầm quyền. Trước đó, ông Dương Chí Dũng, cựu tổng giám đốc Vinalize, cũng đã bị tuyên án tử hình vào năm 2014. Nhưng cho đến nay, theo Reuters, ông Sơn là quan chức cấp cao nhất bị án tử hình. Đảng Cộng sản cầm quyền ngày càng cứng rắn hơn về nạn tham nhũng, khi cơ quan an ninh của việt nam có thêm quyền lực vào năm ngoái và hất cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng ra khỏi chính trường một số nhà phê bình cáo buộc rằng các nhà lãnh đạo của việt nam đang săn đuổi phù thủy sau khi tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến những nhân vật cấp cao dưới thời của ông dũng hãng tin reuters nói rằng các cuộc điều tra đang nhằm vào công ty petro việt nam nơi mà ông đinh la thăng từng là cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam mất chức quỹ viên bộ chính trị và cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình vừa bị truy tố. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Cuộc điều tra của PVN cũng thu hút sự chú ý của toàn cầu khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc cựu giám đốc điều hành Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và đưa về Hà Nội vào tháng 7 để xét xử trong một vụ án tham nhũng khác. Theo công bố gần đây của Tổ chức Minh Mạch Quốc tế, Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2016. Vào tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh Mạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ hai về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 29 tháng 9 đã chính thức kỷ luật ông Quỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng dưới hình thức cảnh cáo. Truyền thông trong nước loan tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố tại một cuộc họp ở Hà Nội rằng đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ thành quỹ Đà Nẵng, trong đó ông Thơ hiện là phó bí thư thành ủy bị cảnh cáo. Ngoài ra, báo Lao động trích lời Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị một cơ quan cao hơn là bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng, người cũng có sai phạm nhưng vì ông anh là ủy viên ban chấp hành trung ương. Theo điều lệ Đảng, cảnh cáo là mức kỷ luật thứ hai đối với đảng viên có sai phạm sau mức khiển trách nhưng chưa tới mức cách chức và khai trừ. Trước đó tại một cuộc họp vào đầu tháng 9, Ủy ban kiểm tra Trung ương nói rằng các sai phạm của ông anh và ông thơ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ chính quyền thành phố, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ủy ban kiểm tra Trung ương hôm 18 tháng 9 thông báo rằng một trong các vi phạm của ông anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc thiếu gương mẫu trong việc nhận sử dụng xe hơi do một doanh nghiệp biếu tặng và sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Về phần ông Thơ, ông bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Với tuyên bố của đảng Cộng sản hôm 29 tháng 9, thì nhiều khả năng hai ông, anh và Thơ vẫn duy trì chiếc ghế lãnh đạo ở thành phố Đà Nẵng, nơi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến tham dự tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tới. Chúng tôi xin gửi đến quý vị, tin tức cho hay những tiếng xì sầm thản thốt vang lên trong Hội trường Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu bị đe dọa. Korea Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau đây. Tiếp đến là những tin tức cập nhật khác về Việt Nam với những phân tích và bình luận về vụ công bố một loạt những sai phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có phóng sự xã hội của nhóm cộng tác viên gửi từ Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ ba leo thang cuộc đối đầu với Triều Tiên về thách thức hạt nhân của nước này, đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn đất nước 26 triệu dân này và chế giễu lãnh tụ Kim Jong-un là ông hỏa tiễn. Trong bài phát biểu, đầy những lời lẽ cứng rắn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, ông Trump vẽ nên một bức tranh ảm đạm về thế giới đang lâm nguy, hô hào phương sách tiếp cận mang tính đối đầu hơn để giải quyết những thách thức toàn cầu từ Iran cho tới Venezuela và binh vực chủ quyền của Mỹ không chút e dè. Hoa Kỳ có nhiều sức mạnh và sự kiên nhẫn, nhưng nếu Hoa Kỳ buộc phải phòng vệ chính mình hoặc các đồng minh của mình, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Ông Trump phát biểu trước Tổ chức Thế giới 193 thành viên, theo sát ngôn từ của bài diễn văn. Trong khi những tiếng xì xầm thảng thốt rộ lên trong hội trường, ông Trump mô tả ông Kim bằng giọng điệu mỉa mai, nói rằng, ông Hỏa Tiễn đang thực hiện một sứ mệnh tự sát cho chính mình và chế độ của mình. Những phát biểu của ông làm kinh động các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu trong hội trường giác cẩm thạch xanh của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, nơi mà vài phút trước Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo vận dụng tài trị quốc, nói rằng chúng ta không được mộng du vào chiến tranh. Lời đe dọa tấn công quân sự trực tiếp nhất của ông Trump nhắm vào Triều Tiên trong lần xuất hiện đầu tiên của ông tại Đại hội đồng, là biểu hiện lo ngại mới nhất của ông về việc Bình Nhưỡng liên tục phóng những phi đạn đạn đạo bay ngang qua Nhật Bản và thử nghiệm hạt nhân trong lòng đất. Các cố vấn của ông Trump nói ông lo ngại về những tiến bộ của Triều Tiên trong công nghệ phi đạn và những phương tiện sẵn có ít ỏi để đáp trả một cách hòa bình mà không có sự trợ giúp của Trung Quốc. Hãng tin Reuters tường thuật rằng bên trong hội trường, một người đàn ông trong cử tọa dùng tay che mặt ngay sau khi ông Trump thốt ra cụm từ, hủy diệt hoàn toàn. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Marco Wallstrom thì khoanh tay nghiêm nghị. Bà Wallstrom sau đó nói với đài BBC, đó là một bài diễn văn sai lầm, không đúng thời điểm, không đúng đối tượng khán giả. Nhưng ông Trump không lùi bước. Sau đó, ông lên Twitter viết lại một dòng trong bài diễn văn mà trong đó ông tuyên bố hủy diệt Triều Tiên nếu cần thiết. Một nhà ngoại giao cấp thấp của Triều Tiên ngồi ở ghế đầu của phái đoàn nghe bài diễn văn của ông Trump, phái bộ Bắc Triều Tiên cho biết như vậy. Phái bộ này không hồi đáp ngay tức thì yêu cầu bình luận Reuters cho biết. Tại Đức, thủ tướng Angela Merkel nói bà sẽ làm tất cả để đảm bảo một giải pháp ngoại giao, bất cứ điều gì khác sẽ dẫn đến thảm họa, bà nói bài diễn văn đào to búa lớn của ông Trump với phong cách trực ngôn mà ông từng sử dụng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, trái ngược với phát biểu của một số thành viên nội các của ông, những người đã nói rằng họ mong muốn một giải pháp ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người mà hồi đầu tháng này đã nêu ra khả năng của một phản ứng quân sự ồ nếu cần, hôm thứ Ba nói với các phóng viên Lầu Năm Góc rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đang nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng phương sách ngoại giao. Trong bài diễn văn như sấm nổ dài 41 phút, ông Trump cũng đã kích tham vọng hạt nhân và ảnh hưởng khu vực của Iran, chế độ dân chủ đang sụp đổ của Venezuela và mối đe dọa của các phân tử Hồi giáo cực đoan. Nhưng những lời mạnh mẽ nhất của ông lại nhắm vào Triều Tiên. Ông kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc hợp sức để cô lập chính quyền của ông Kim cho đến khi chính quyền này chấm dứt hành vi được ông Trump mô tả là thù địch. Luật sư của Tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 9 bác bỏ việc ông hay ông Trump thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái và nói những cáo buộc như vậy chỉ nhằm vào việc làm mất tín nhiệm chức vụ tổng thống của ông Trump. Tôi dứt khoát tuyên bố là tôi không có bất cứ dính líu nào với Nga trong tiến trình bầu cử của chúng ta, ông Michael Cohen nói trong một tuyên bố chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp với các nhà điều tra ủy ban tình báo thượng viện, nhưng cuộc họp này cuối cùng đã bị hoãn lại trong tư cách là một người kề cận tổng thống khi ông còn là một ứng cử viên. Tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì, ngay cả một sự gợi ý, chứng tỏ ông liên hệ đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử của chúng ta hay bất cứ hình thức thông đồng nào với Nga, ông Cohen nói. Sau khi tuyên bố được các tổ chức truyền thông loan tải sáng ngày 19 tháng 9, ông Cohen và luật sư của ông là Stephen Ryan đến Điện Capitol để được các nhà điều tra Ủy ban Tình báo Thượng viện phỏng vấn kín, nhưng được thông báo là ủy ban đã quyết định hoãn cuộc gặp. Ủy ban Thượng viện, cũng như những ủy ban khác của Quốc hội và Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, và liệu ông Trump hay những phụ tá cao cấp có thông đồng với Moscow hay không. Tên của ông Cohen xuất hiện trong một hồ sơ do cựu nhân viên tình báo Anh Christopher Steele viết nói rằng ông Cohen đóng một vai trò quan trọng liên lạc với chính phủ Nga và bí mật gặp các giới chức Điện Kremlin tại Praha, Cộng hòa Czech, vào tháng 8 năm 2016. Trong một tuyên bố, ông Cohen nói hồ sơ Steele là gian dối với những điều không đúng sự thật và là những cáo buộc cố ý và bộ nhỏ. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ đến Praha hay bất cứ nơi nào tại Cộng hòa Czech, ông Cohen nói các giới chức tình báo Mỹ hiện nay và trước đây nói trong khi họ không kiểm chứng được tất cả chi tiết trong hồ sơ của ông Steele, nhưng họ cũng không bác bỏ hoàn toàn hồ sơ này. Hiện chưa rõ tại sao cuộc gặp của ông Cohen với các nhà điều tra thượng viện bị hoãn lại. Vụ việc ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo có một loạt sai phạm đang được nhìn nhận trái ngược nhau, có ý kiến hoang nghênh vì cho rằng điều đó cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh, nhưng cũng có người dè dặt vì có dấu hiệu của thanh trừng phe phái. Ông Anh, người vào Trung ương Đảng khi mới 39 tuổi và từng được kỳ vọng là ngôi sao đang lên trong nền chính trị Việt Nam, hôm 18 tháng 9 đã bị công bố một loạt sai phạm trên cương vị là người lãnh đạo Đà Nẵng, trong đó có điều chuyển nhân sự, lỏng lẻo việc quản lý đất đai, chỉ định thầu không đúng nguyên tắc, nhận nhà và xe của doanh nghiệp không trung thực về bằng cấp. Những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù hiện chưa rõ ông anh sẽ chịu hình thức kỷ luật nào và hiện ông vẫn đang giữ chức bí thư Đà Nẵng, nhưng nhiều khả năng vụ việc này sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông anh. Vụ việc của ông anh diễn ra sau khi bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh là ông Đinh La Thăng cũng bị thông báo mắc những vi phạm rất nghiêm trọng và bị đưa ra khỏi bộ chính trị và bị cách chức bí thư thành ủy hồi tháng 5. Trong khi đó, các vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Ocean Bank đang được xét xử ráo riết. Trao đổi với VOA, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, nói rằng việc công bố sai phạm của ông Anh là dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng, vì theo ông, trước giờ người dân đều có ấn tượng rằng chống tham nhũng chỉ nắm được đằng cổ xuống mà không đụng đến được cán bộ cấp cao. Vấn đề là phải làm sao đánh giá cho chính xác, vì đó là vận mệnh chính trị của một con người ông Dương Trung Quốc nói thêm. Ông Dương Trung Quốc không đồng tình với việc gán ghép việc xử lý các ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Xuân Anh với cuộc tranh chấp chính trị giữa các phe phái. Những việc làm gần đây bắt đầu từ công tác của đảng dẫn đến việc làm của cơ quan luật pháp cho thấy mọi việc đang diễn ra đúng mong đợi của người dân, ông nhận định. Tham nhũng gắn liền với vai trò của đảng vì muốn tham nhũng thì phải có quyền, mà ở Việt Nam, những người có quyền lực đều là đảng viên do đó yếu tố quan trọng nhất để có thể chống tham nhũng được là đảng có thật sự chống tham nhũng hay không ông nói tuy nhiên ông huỳnh ngọc trên một nhà hoạt động dân chủ ở đà nẵng nói với voa rằng ông không tin việc công bố sai phạm của ông anh là đấu tranh chống tham nhũng điều khiến tôi bất ngờ là sai phạm của một ủy viên trung ương đảng và là bí thư một thành phố lớn lại được cho báo chí thông báo công khai trong khi trước giờ những việc liên quan đến cán bộ cấp cao đều được giữ kín ông giải thích riêng về trường hợp kỷ luật ông Đinh La Thăng cũng bị báo chí đưa tin rộng rãi tương tự ông Trinh cho rằng không thể so sánh vì lỗi lầm của ông Thăng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với ông Anh khi ông Thăng làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ông Nguyễn Xuân Anh có làm thiệt hại gì nhiều đâu so với một số cán bộ khác của đảng chỉ là một hai cái nhà cái xe nhận của doanh nghiệp trong khi vụ Yên Bái biệt phủ của em ruột bí thư tỉnh ủy lại không nói tới ông nói thêm ông Trinh nhìn nhận vụ việc của ông Anh là do phe phái việc đưa thông tin rộng rãi để bôi nhỏ ông anh là để dọn đường dư luận ông chân cho biết có khả năng bố ông anh ông nguyễn văn chi cựu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương thuộc phe nhóm nào đó mà người ta muốn triệt hạ nên người ta đẩy ông anh xuống theo ông Trinh thì trong việc bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm các ông thăng và ông anh thì người ta không nghĩ đến lợi ích của hai thành phố lớn mà hoàn toàn chỉ là do tranh giành phe phái đánh giá về ông nguyễn xuân anh ông Trinh cho rằng ông anh là người trình độ non kém và hầu như chưa làm được gì cho đà nẵng ông Chinh là người quen biết với ông Anh vì hai ông có thời gian là đồng nghiệp ở báo Thanh Niên. Ngay cả việc sơn trà cho xây dựng công trình nghỉ dưỡng mà người dân Đà Nẵng đấu tranh để dẹp bỏ mà ông Xuân Anh cũng chưa có tiếng nói gì mạnh mẽ, ông Chinh cho biết. Theo ông Chinh thì người dân Đà Nẵng chấp nhận việc ông Anh là thái tử đảng, nhưng những việc ông ấy làm và những gì ông ấy nói đều cho thấy ông ấy chưa đủ trình. Khi được hỏi về quá trình thăng tiến của ông Anh ở báo Thanh Niên, ông Chinh cho biết, Hồi Xuân Anh làm trưởng ban quốc tế thì tôi làm trưởng ban chính trị kinh tế xã hội. Tôi phấn đấu từ phóng viên rồi mới từ từ lên các cấp bậc cao hơn, còn Xuân Anh về thanh niên làm phóng viên một thời gian rồi lên làm trưởng ban. Khi đó ở ban quốc tế có nhiều người có khả năng hơn ông Nguyễn Xuân Anh, nhưng mà ông anh được cha là ông Nguyễn Văn Chi gửi gắm hay có sự trao đổi nào đó mà ông anh được lên sớm. Ông Huỳnh Ngọc Trinh cho biết Hai người đứng đầu Đà Nẵng đối mặt với các biện pháp kỷ luật sau khi một ủy ban đảng xác định ban lãnh đạo thành phố có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng. Thông tin kể trên được ủy ban kiểm tra Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 18 tháng 9. Ủy ban nói ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có những sai phạm lớn trong công tác nhân sự, quản lý đất đai và nhận quà biếu. Cụ thể Quyết định của Ban thường vụ về luân chuyển bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng. Ủy ban kiểm tra cho hay, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật trong việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản triển khai dự án. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm tra không đi vào chi tiết đó là những khu vực đất đai và dự án nào. Ủy ban kiểm tra nói thêm là trong công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị. Thành ủy Đà Nẵng đã để xảy ra nhiều vi phạm gây bức xúc trong nhân dân. Về việc nhận quà biếu, ủy ban kiểm tra chỉ ra rằng thành ủy thành phố có khuyết điểm khi đồng ý nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng sai quy định. Hồi tháng 2 năm nay, báo chí và dư luận Việt Nam ồn ào việc chính quyền Đà Nẵng nhận 8 ô tô loại sang do một số doanh nghiệp tặng. Khi đó, ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư của thành phố khẳng định với báo chí rằng không có tiêu cực trong vụ này. Nhưng trong thông báo mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định ông Nguyễn Xuân Anh, thiếu cương mẫu trong việc nhận và sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng. Ủy ban cũng nói vị bí thư Đà Nẵng còn sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp gây dư luận xấu trong xã hội. Những sai phạm lớn hơn của ông Xuân Anh theo Ủy ban Kiểm tra là ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ủy ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đà Nẵng bị cáo buộc có biểu hiện áp đặt khi quyết định một số nhân sự, ngoài ra còn trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Ủy ban của Đảng nói những việc làm của ông Xuân Anh được cho là đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong ban thường vụ thành ủy. Người đứng đầu thành ủy còn bị ủy ban kiểm tra xác định là đã kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Theo các hồ sơ được công bố, trong vòng gần 6 năm từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 12 năm 2006, ông Xuân Anh đã học và lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ về quản trị kinh doanh ở trường California Southern University Mỹ. Một bản tin của báo Tuổi trẻ cho biết, Bộ Giáo dục Việt Nam chưa công nhận bằng của trường đại học kể trên. Ủy ban kiểm tra của Đảng nói ông Xuân Anh đã thiếu trung thực trong vấn đề bằng cấp. Việc làm của ông vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm, ủy ban nói thêm. Một nhân vật khác trong ban lãnh đạo Đà Nẵng là ông chủ tịch ủy ban nhân thành phố Huỳnh Đức Thơ bị ủy ban kiểm tra xác định phải cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy. Thông báo của ủy ban nhấn mạnh những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng cũng như của hai ông Xuân Anh và Đức Thơ là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Nhận định về những diễn biến tới đây, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với VOA từ Hà Nội. Tôi nghĩ rằng là cái việc chắc chắn là ông Nguyễn Xuân Anh sẽ thôi chức bí thư thành ủy Đà Nẵng và thôi chức chủ tịch hội đồng nhân dân của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra thì cần phải xem xét xem rằng với những sai lầm như vậy ông ấy có còn xứng đáng là ủy viên trung ương đảng hay không đấy là một quyết định mà tôi hy vọng rằng là mỗi anh chị sẽ xem xét và trình ra hội nghị trung ương 6 của ban chấp hành trung ương trong thời gian sắp tới đây. Tiến sĩ Doanh nhận xét thêm thông báo của Ủy ban kiểm tra về sai phạm của ban lãnh đạo Đà Nẵng và cá nhân Bí thư Thành ủy là một bước tiến theo hướng nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và xử lý kỷ luật không có vùng cấm. Ông Nguyễn Xuân Anh, 41 tuổi, là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng từ năm 2002 đến 2011. Ông Xuân Anh đã thăng tiến nhanh từ tháng 4 năm 2014 khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và hơn một năm sau, tháng 10 năm 2015, trở thành Bí thư Thành ủy, chức vụ quyền lực nhất trên thực tế tại thành phố được cho là phát triển ngoạn mục nhất ở Việt Nam. Việc một cán bộ trẻ như ông Xuân Anh phải đối diện với các biện pháp kỷ luật dẫn đến một số bàn luận trên mạng xã hội về tác động của sự kiện này đến công tác trẻ hóa cán bộ ở Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra ý kiến. Trường hợp của Nguyễn Xuân Anh là vấn đề cá nhân của ông ấy. Không nên là có nhận định khái quát là những người cán bộ trẻ đều dễ mắc kỷ luật và sai phạm và cái chủ trương trẻ hóa với lãnh đạo và cán bộ kế cận là không thích hợp hay cần phải xem xét lại. Ông Lê Xuân Anh từng truyền cảm hứng cho giới trẻ Đà Nẵng cần phấn đấu và mơ đến việc nắm những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Báo chí từng trích dẫn phát biểu của ông nói rằng các bạn cũng phải mơ ước một ngày nào đó sẽ làm bí thư, chủ tịch, phó bí thư, chứ không thể cam chịu làm đoàn viên mãi được. Đó là trong tầm tay các bạn. Nếu cố gắng thì cơ hội sẽ đến với mình. Lãnh đạo thành phố không hẹp hòi gì với các bạn để tạo cơ hội. Tuy nhiên, Kết luận vừa rồi của Ủy ban Kiểm tra cho thấy một hình ảnh khác về ông Bí thư, vụ lợi cá nhân, không trung thực, hành động quá thẩm quyền và áp đặt trong công tác nhân sự. Giới quân... Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật biến Mỹ thành cho tàn và bóng tối. Nga tiến hành cuộc tập trận Zapa rầm rộ khiến phương Tây lo ngại. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 14 tháng 9 đề nghị với tòa án mức án tử hình đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank, cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong vụ một ngân hàng cổ phần thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, gây chấn động cả nước, thường được gọi là Đại án Kinh tế Ocean Bank các tội dẫn đến việc ông Sơn phải đối mặt với án tử hình là tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một bị cáo quan trọng khác trong vụ này, ông Hà Văn Thắm, 44 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank, bị viện kiểm sát đề nghị mức án trung thân. Ông Thắm bị buộc tội giống ông Sơn, ngoài ra còn có thêm tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bản luận tội của Viện Kiểm sát được báo chí Việt Nam dẫn lại, nói ông Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được PVN cử sang giữ chức Tổng Giám đốc Ocean Bank đã lạm dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Sơn đã yêu cầu ông Hà Văn Thắm chi thêm tiền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi của PVN và giao cho ông Sơn toàn bộ số tiền đó. Sở dĩ ông Sơn có thể làm như vậy vì ông lợi dụng vị thế của PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng. Khi đó ông cũng giữ tư cách là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Ocean Bank. Từ năm 2009, PVN nắm lượng cổ phần trong Ocean Bank trị giá 800 tỷ đồng. Trong khi đó, về lý thuyết là cấp trên của ông Sơn, ông Hà Văn Thắm ở cương vị chủ tịch hội đồng quản trị đã không phản đối yêu cầu của ông Sơn mà còn triển khai tích cực việc chi tiền lãi ngoài hợp đồng. Bản luận tội xác định rằng vì việc đó, ông Thắm giữ vai trò đồng phạm với ông Xuân Sơn. Trong diễn biến mới nhất được báo chí trong nước tường thuật, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với ông Sơn, chiều ngày 14 tháng 9, luật sư của ông đã đưa ra chứng cứ quan trọng nhằm gỡ tội cho thân chủ. Tin cho hay, luật sư Nguyễn Minh Tâm đã trưng ra văn bản ngày 7 tháng 9 năm 2010 do Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, khi đó là ông Đinh La Thăng ký Văn bản này yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải thực hiện mở tài khoản tại Ocean Bank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại Ocean Bank. Một đoạn trích trong văn bản cho thấy ông Đinh La Thăng chỉ đạo rằng các đơn vị khẩn trương phối hợp với Ocean Bank thực hiện và phải báo cáo kết quả về tập đoàn trước ngày 15 tháng 10 năm 2010. Luật sư Tâm lập luận rằng do có chỉ đạo bằng văn bản ở cấp lãnh đạo cao nhất của PVN là ông Thăng nên ông Sơn không thể làm trái. Nói cách khác, theo luật sư Tâm, ông Sơn không thể dùng tư cách cá nhân yêu cầu các đơn vị phải gửi tiền. Vì thế không thể quy buộc ông Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng uy tín vị thế và sự phụ thuộc của Ocean Bank vào nguồn tiền của Piven để gây áp lực và chi phối lãnh đạo Ocean Bank phải chi tiền lãi ngoài. Luật sư Tâm phát biểu tại tòa được báo chí trích đăng lại. Tình tiết mới này đang làm nóng lên những phỏng đoán rằng cuộc chiến chống tham ô tham nhũng do Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đang ngày càng quyết liệt hơn. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Ông Thăng đã bị kỷ luật phải ra khỏi Bộ Chính trị đầy quyền lực hồi tháng 5 năm nay, đồng thời cũng thôi chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định kỷ luật của Đảng Cộng sản nói khi có nắm chức vụ lãnh đạo cao nhất ở PVN, ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Ông Thăng cũng đã từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin từ phiên tòa xét xử vụ Ocean Bank đến cuối năm 2014, ngân hàng này đã chi hơn 1.500 tỷ đồng ngoài hợp đồng cho hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại ngân hàng. Chi tiết gây chấn động là trong 1.500 tỷ đó có hơn 246 tỷ chi riêng cho ông Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là phó tổng giám đốc PVN và bị ông này chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nói các lãnh đạo của Ocean Bank đã mắc nhiều sai phạm trong công tác điều hành dẫn đến việc ngân hàng bị mắc những khoản nợ xấu rất lớn. Tính đến cuối tháng 3 năm 2014, nợ xấu đạt gần 15.000 tỷ đồng, ngoài ra là khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng dường như để tránh nguy cơ ngân hàng phá sản gây tác động dây chuyền không lường trước được nên đầu tháng 5 năm 2015, ngân hàng nhà nước đã mua lại Ocean Bank với giá không đồng. Ngoài ông Sơn và ông Thắm 49 bị cáo khác đang đối mặt với các mức án từ 18 tháng tù treo cho đến 27 năm tù, bà Nguyễn Minh Thu, một cựu chủ tịch hội đồng quản trị khác của Ocean Bank có thể chịu hình phạt từ 24 đến 27 năm tù về tội cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Từ những gì thu thập được qua vụ Ocean Bank, Công an Việt Nam hôm 13 tháng 9 tuyên bố họ mở rộng điều tra sang những sai phạm liên quan đến các quan chức của PVN. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin của Bộ Công an cho hay Bộ đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự xảy ra tại Liên doanh dầu khí Việt Nga Vietsovpetro, Petro, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí. Công an nói tội danh chính trong các vụ này là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thông tin sơ bộ từ công an cho hay Ocean Bank đã chi trả lãi ngoài tổng cộng là 120 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp kể trên. Các nhà điều tra cho rằng việc nhận hoặc sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tình trạng tham ô tham nhũng ở Việt Nam đã bị một số tổ chức quốc tế đánh giá là nghiêm trọng. Chỉ số tham nhũng năm 2016 của tổ chức Minh bạch quốc tế xếp hạng Việt Nam ở vị trí 113 trong số 176 nước. Tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh Bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ hai về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương. Một phái đoạn...